nữa. Quý vị và các bạn thân mến, trên tay con là một phần cơm chỉ có trị giá 5.000 đồng, là một phần cơm tình thương nằm trong chương trình Bữa Cơm Yêu Thương của Ủy ban Bác Ái Xã hội Ban Caritas Tổng giáo phận Hà Nội thực hiện với mục đích hỗ trợ những người vô gia cư, những người khuyết tật, những người không nơi nương tựa, không phân biệt tôn giáo, văn hóa. Và để hiểu rõ hơn về chương trình này, mời quý vị và các bạn cùng theo chân chúng con. Sáng thứ Ba ngày 26 tháng 7 năm 2022, Ủy ban Bác Ái Xã hội Caritas Tổng giáo phận Hà Nội đã chính thức khởi động chương trình Bữa Cơm Yêu Thương. Với mục đích hỗ trợ những anh chị em có hoàn cảnh khó khăn, Caritas Tổng giáo phận Hà Nội đã có sáng kiến tổ chức phục vụ những bữa cơm tình thương. Chương trình được thử nghiệm lần thứ nhất vào ngày 26 tháng 6 năm 2022 vừa qua và ngày hôm nay được chính thức đi vào hoạt động. Tham dự chương trình có sự hiện diện của cha Giuse Nguyễn Văn Hải, Phó Giám đốc Caritas Tổng giáo phận Hà Nội, quý sơ cùng các cộng tác viên là thành viên của Ban Caritas Giáo hạt Chính tòa. Caritas có nghĩa là tình yêu, là yêu thương. Mục đích chính của hoạt động này là Caritas cũng muốn truyền tải cái tình yêu thương của Chúa tới tất cả mọi người, đặc biệt những người có hoàn cảnh khó khăn. Thực sự quý vị biết đây không phải là cái hoạt động gì mới mẻ. Nhiều nơi, nhiều tổ chức và cả cá nhân cũng thực hiện cái điều đó. Tuy nhiên, đối với người Công giáo nói chung và đặc biệt là với Ủy ban Bác Ái Caritas của Đạo Công giáo chúng ta thì luôn ghi nhớ lời của Chúa dạy. Như quý vị biết trong Tin Mừng Matthew chương 25, trong cái ngày phán xét, Chúa đã đồng hóa những cái người nghèo, những người đói, những người khát với chính Chúa. Vì thế khi chúng ta chia sẻ cho những người đói miếng cơm, người khát chén nước là chúng ta làm cho chính Chúa vậy. Vì thế đó là động lực rất lớn để chúng tôi thực hiện chương trình này. Chúng tôi thì cũng là người nghèo, cho nên là chúng tôi hiểu được những cái mà sự thiếu thốn của người nghèo. Cho nên là phục vụ với tất cả những cái mà cho dành cho người nghèo thì đối với dù là cũng biết là cuộc chặng đường thì còn dài, nhưng tôi nghĩ rằng là cho đi thì sẽ còn mãi mãi, cho nên là tôi nghĩ rằng là chúng tôi sẽ cố gắng để đi theo cái chặng đường vì người nghèo này. Ngay từ sáng sớm, quý sơ và các cộng tác viên đã có mặt tại cộng đoàn nữ truyền tin Phùng Khoang để cùng nhau bật bếp và chuẩn bị những phần cơm theo từng suất. Vào lúc 9 giờ cùng ngày, cha Phó Giám đốc Caritas Tổng giáo phận Hà Nội đã chủ sự nghi thức chúc lành và khai trương chương trình Bữa Cơm Yêu Thương. Sau đó, các suất cơm được các cộng tác viên di chuyển đến Bệnh viện Ca Tân Triều và phục vụ cho những anh chị em có hoàn cảnh khó khăn tại đó. Được biết, chương trình Bữa Cơm Yêu Thương sẽ được tổ chức vào sáng thứ Ba và thứ Bảy hàng tuần với số lượng dự kiến mỗi buổi là 200 suất. Mỗi suất ăn được bán với giá tượng trưng 5.000 đồng. Với mục đích giúp những người nhận suất cơm không cảm thấy ái ngại mình là người đi ăn xin, họ vẫn được tôn trọng. Tuy nhiên, các suất ăn sẽ được phát miễn phí cho những anh chị em không có khả năng chi trả. Vì ngày đầu khai trương chương trình nên ban tổ chức chỉ phát cơm tại Bệnh viện Ca Tân Triều. Trong thời gian tiếp theo, chương trình dự kiến sẽ tổ chức phát thêm tại nhiều điểm khác nhau, Bệnh viện Nội tiết Trung ương và phát cơm cho người nghèo ngay tại khu vực giáo xứ Phùng Khoang. Thực sự để bắt đầu một cái chương trình như thế này, cũng có nhiều những cái khó khăn. Trước hết đấy là chúng tôi cần phải xác định một cách chính xác những cái người có hoàn cảnh thực sự khó khăn để mà nhận những cái suất cơm yêu thương này. Rồi những người công tác đôi khi vì cuộc sống, công an việc làm thì họ cũng bận rất là nhiều các cái công việc của họ, cho nên là để mà có thể có những người công tác lâu dài đòi hỏi họ phải hy sinh rất là nhiều, nên là để có những người như thế chúng tôi cũng phải tìm hiểu cũng như là kêu gọi rất là nhiều, rồi cơ sở thì cũng rất lâu chúng tôi mới tìm được cái địa điểm mà có thể công tác để giúp cho cái chương trình như thế này. Rồi đương nhiên là về mặt vấn đề tài chính nữa, chắc chắn là cũng cần phải có cái sự cộng tác của các quý vị ân nhân, nếu không thì rất khó có thể thực hiện cái chương trình này. Đây là một cái việc làm bác ái, diễn đạt tình yêu của Chúa lên cho những người khác, đặc biệt là những người nghèo. Và chúng tôi tin nếu như có Chúa đồng hành, mọi chuyện, mọi khó khăn đều sẽ vượt qua. Và chúng tôi hy vọng rằng là nhờ ơn Chúa giúp và nhờ cộng tác của các quý vị ân nhân, các cộng tác viên, chương trình này sẽ có thể thực hiện một cách thường xuyên và lâu dài để đem tình yêu của Chúa đến cho những người khác, nhất là những người nghèo. Một miếng khi đói bằng một gói khi no
Dẫu biết rằng là hành trình của bữa cơm yêu thương của Ban Caritas Tổng giáo phận Hà Nội sẽ còn rất nhiều những khó khăn, nhưng mỗi tình nguyện viên luôn tin rằng sẽ có Chúa đồng hành trên mỗi bước đường. Và chúng con cũng hy vọng quý ân nhân sẽ tiếp tục đồng hành, ủng hộ chúng con bằng cách này hay cách khác để chúng con có thể lan tỏa tin mừng Chúa đến với mọi người như cách thế để truyền giáo. Và giờ đây, xin chào và hẹn gặp lại!